Nhưng mà bây giờ phải tìm trí nhớ lại cho sếp kìa. Bằng cách nào? Tôi có cách. Ủa ra đây làm chi vậy? Mày nhớ chỗ này là chỗ nào? Tao bị mất trí nhớ mà. Quên. Ngày xưa mày hay ra đây hát lắm. À, mới xin mua chiếc xì bò bà già không cho. Tưởng gì, tao mày nuôi mấy con gà đá, làm vài trận mua mấy hồi. Gà đâu nuôi? Bà hai á. Lớn chưa? Mới đẻ hôm qua. Sống phải có tầm nhìn với mày. Tao thấy mày đang bị áp lực quá. Đúng đúng, tao suy nghĩ nhiều mà. Giờ mày hét lên đi. Giải tỏa áp lực, giải tỏa stress. Tôi muốn mua xì bò. Ê, được ha. Ngon không? Ngon. Ngon. Cái này hay. Này sẽ là đoạn ký ức tao nhớ mãi tới sau này luôn. In sâu tâm trí tao luôn. Không thể nào quên. Không thể nào quên. Quên làm chó à. Cùng quá. Bây giờ mày thử lại đi. Có khi mày nhớ. Nhưng mà ngày xưa tao hét cái gì? Tôi muốn mua xì bò. Tao trẻ trâu vậy sao? Ngày xưa vậy là hơi bị ngầu của mày. Thử đi. Tôi muốn mua xì bò. Tao chưa nhớ ra gì hết. Hay là mày có nhớ chiếc xì bò đó nó màu gì không? Xanh đột chuối. Chấm bi. Một thời trẻ trâu nè. Thử nha. Tôi muốn mua xì bo xanh đột chuối chấm bi. Ok. Bình tĩnh nè. Tôi muốn mua xì bo xanh đột chuối chấm bi. Cái nữa. Xì bo xanh đột chuối hơi tươi xíu. Chấm bi. Tôi muốn mua xì bo xanh đột chuối chấm bi. Xanh đột chuối xì bo. Cho chấm bi xanh đột chuối. Cho chấm bi xanh đột chuối. Em với bà, cái cách giải quyết của anh Quang ok quá ha. Trời, đương nhiên. Bạn thân mà phải hiểu nhau thôi. Nhưng mà sao sáng giờ không thấy sếp với lại anh Quang đâu hết ta? Ê, Quang gì, Quang gì? Thành công rồi đúng không? Sao thành? Sao thành? Gì kỳ vậy vậy? Thôi đừng có buồn, đừng có bỏ cuộc. Cái gì cũng vậy, thử lần một không thành công, thử lần hai, lần ba, thế nào cũng thành công. Thử sáng giờ có được gì đâu. Thấy không? Sáng giờ? Cái gì vậy, cái gì vậy? Em gắn cái cuộn họng này cho sếp. Trời ơi, giờ này cũng gió hết á. Đúng là chạy thẳng vô dụng luôn á. Để tôi.